Thôi anh đi về nha. À, anh Nam nè, cái chuyện hồi nãy anh nói ở trong quán ăn á là sao vậy? Là anh bịa ra đó. Anh cũng thấy là có lỗi với má em lắm, nhưng mà lúc đó gấp quá, anh không có thích em đi coi mắt ai đó. Thì lỡ... Thì sao? Thì em không thích, em bực mình chứ sao? Em bực mình hay khó chịu thì liên quan gì tới anh? Thì tại vì em là bạn thân của anh mà. Em không muốn là bạn tốt của anh, em muốn là người yêu anh, được không? Nhưng mà... Anh không yêu em chứ gì, em biết mà. Anh Nam à, em biết anh không yêu em, nhưng mà em cũng biết là anh có tình cảm với em. Nếu không phải như vậy thì việc gì anh phải giúp em hết lần này tới lần khác chứ. Em nói nghe nè, hay là mình cứ bất chấp hết quen nhau nha anh. Em tin là em có thể làm cho anh yêu em được mà, nha. Ừ. Ừ, thôi. Em vô nghỉ đi, anh về nha. Về là sao? Khốn nạn. Vậy giờ sao hả giám đốc? Chú mày cứ tiếp tục theo dõi nó cho tôi. Về đi. Vậy xin phép giám đốc em về. Khoan đã, có số điện thoại của nó. Giám đốc là số điện thoại này. Điện thoại của con hả? Dạ. Con vô nghe đi, để chú nấu tiếp cho. Dạ vậy thôi, chú canh nồi cháy giùm con chút xíu nha. Con vô rồi con lê, ra liền. Dạ. Dạ. Dạ rồi giờ. Dạ. Dạ rồi tôi tới liền. Dạ chào chị. Ờ chú. Hả? Con có chuyện phải đi. Bây giờ chú cho nồi cháo sôi một chút xíu rồi chú nhắc xuống đem vô cho mẹ giùm con nha. Được rồi. Con cứ yên tâm đi đi. Dạ. Anh nè, mà có chuyện gì con phải đi gấp vậy? Dạ. Dạ không có gì đâu chú. Thôi thôi chú con đi. Thật ra đây là chồng sắp cưới chị Tú, cho nên anh muốn em thuyết phục lần nữa, chứ gặp người khác là anh bỏ luôn rồi. Em biết mà. Mà công nhận á, ông chồng đó ông ghen thiệt ha. Hôm bữa xém có đánh nhau rồi. Đúng là ghen tuông làm con người ta mù quáng mà. Nhưng mà có đôi lúc á, phải ghen chút chút mới vui chứ bộ. Thì thử bữa nào áp dụng với Hồng coi, biết vui hay không liền à. Sao anh biết hay vậy? Biết gì? Biết Hồng thích em hay là em thích Hồng? Anh thấy hai đứa cũng xứng đôi á, sao không tiến tới luôn đi? Thôi, cái gì cũng để tự nhiên nó hay hơn. Đúng rồi, hôm bữa anh Trung có lên công ty mình chơi đó, anh biết không? Anh Trung hả? Anh về hồi nào vậy? Ờ, hình như là anh mới về thôi à. Hôm bữa em với Hồng thấy anh đứng ở ngoài cổng công ty á. Mà hình như là anh cũng không muốn vô gặp ai hết. Anh có nói là ở lại bao lâu không? Anh không nói gì hết, anh chỉ có hỏi thăm Linh thôi à. Hỏi thăm Linh? Em nói là Linh đang nghỉ phép. Anh nghe xong anh về luôn. Với lại bây giờ anh khác lắm, không có còn giống ngày xưa nữa. Tới rồi kìa. Xin chào. Ủa, anh Thái Minh. Anh là chồng sắp cưới của chị Tú. Cái gì? Có gì mà ngạc nhiên như vậy? Lạ lắm à. Coi đi. Thank you.
Bác cho người theo dõi con và anh Tùng hả? Cô quen không được với thằng Minh, bây giờ bày trò tiếp cận với thằng Tùng hả? Không phải, bác hiểu lầm rồi. Đến, cô không cần phải nói cái gì hết á. Cái thứ hạng gái như cô á, tôi biết quá rồi. Sao? Hả? Cái hạng thấp kém vậy mà đòi làm dâu gia đình nhà tôi hả? Bác yên tâm đi, con chưa bao giờ muốn về làm dâu nhà bác hết á. Tốt. Nè, nhiều đó đủ chưa? Bác muốn dùng tiền để con tránh xa anh Tùng hả? Cô thừa biết như vậy mà cô còn hỏi tôi. Con không nhận đâu. Chê ít hả? Xin phép bác con về. Đừng im đó. Khôn hồn thì nhận, rồi đi cho khuất mắt tôi. Bác đừng nghĩ là có thể dùng tiền mua chuộc tất cả mọi người được. Cũng vì bác như vậy mà anh Tùng mới bỏ nhà đi đó. Mất dạy. Nè, tao đã nói mày làm cái việc gì, mày làm chưa? Không ngờ ba anh Tùng lại quá quắt như vậy, hèn chi anh lại bỏ nhà đi. Alo. Dạ chú Hào hả chú? Dạ con Linh đây. Mẹ con đang ăn cháo xong rồi hả chú? Dạ. Chú ơi, vậy chút nữa chú lại ăn tối chung với con luôn nha. Có gì đâu mà phiền chú. Dạ rồi, vậy bây giờ để con đi chợ rồi về nấu đồ ăn con với chú ăn nha. Dạ dạ dạ, con ba chú. Sao con về sớm vậy? Ủa? Anh tìm ai? Ủa đây là nhà của Quỳnh mà. Ông anh làm gì ở đây? Đúng, đây là nhà của Quỳnh. Còn anh là ai mà tìm Quỳnh? Thôi xin lỗi anh, bởi vì trước giờ chỉ biết là Quỳnh sống chung với con gái. Giờ bất ngờ thấy anh thì ăn nói có phần thô lỗ. Thôi mong anh thông cảm. Tôi cũng xin lỗi anh, tôi hơi quá. Quỳnh vừa uống thuốc xong rồi ngủ rồi. À vậy à. Vậy thôi cứ để Quỳnh ngủ đi, khi khác tôi tới. Được rồi, khi nào Quỳnh dậy tôi sẽ nói lại. À quên, nãy giờ nói chuyện mà không biết tên anh. Anh là ai, tên gì? Tôi là Tâm, một người bạn cũ của Quỳnh. À vậy anh là ba của Linh đúng không? Ủa sao anh biết? Mày là con Linh phải không? Mấy người là ai vậy? Nói nó nghe. Mày biết mày còn mày đang hỏi hả? Tụi tao muốn dạy cho mày một bài học đó. Còn nhóc à. Mấy người muốn gì? Mấy người đừng có lại gần nha. Tôi la lên đó. Mày la đi. Mày la rồi. Mày la đi. La rồi có ai ở đây không? Thôi công an kìa, công an kìa. Mẹ nó. Thôi. Chạy đi, chạy đi. Cô Thị ơi, chạy đi. Cô Thị ơi, chạy đi. Cô Thị ơi, cô Thị ơi, cô Thị ơi. Mày có sao không? Anh Trung. Lên đi. Cảm ơn anh nha. Có gì đâu.
À, anh cho em xuống đây được rồi. Anh tài xế, cho em tấp vô đó đi anh. Anh Trung, chuyện này là sao? Linh, nghe anh nói nè. Em và mẹ em hãy dọn đi chỗ khác sống đi. Và đừng gặp Minh hay Tùng nữa. Anh nói vậy là sao? Em không hiểu. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu như em không muốn em và mẹ em gặp chuyện không hay thì nên nghe lời anh đi. Xuống đi. Nhớ những gì tôi dặn đó. Nếu như muốn gia đình được bình yên. Đi. Không được. Mình không được khóc. Dạ, chị ơi, cho em một chiếc taxi tới. À, dạ thôi khỏi đi chị, em không cần nữa đâu. Xong rồi hả con? Dạ xong hết rồi mẹ. Minh ơi, xong rồi. Dạ. Xong hết rồi ha. Xong rồi anh. Ờ, anh cũng chuẩn bị thủ tục xong hết rồi. Ừ. Mình về ha. Đi con. Bác để con cạnh cho. Cảm ơn con. Ê ạ. Hả? Sao vậy em? Con sao vậy hả? Con... Ờ, nếu mà đau quá thì không thở lại một hai ngày đi rồi đừng về sau nha. Không sao đâu mẹ, con về được rồi. Ừ, anh dìu em nha. Ừ. Để đi bác cạnh cho. Dạ. Con dìu nó đi. Còn đau lắm hả? Ừ. Từ từ thôi em. Vậy là Quỳnh đã kể hết tất cả những chuyện ngày xưa cho anh nghe à? Dạ. Tôi với Quỳnh qua lại cũng nhiều năm rồi. Có thể nói chúng tôi coi như người một nhà. Cho nên có chuyện gì chúng tôi cũng chia sẻ với nhau hết. À, vậy thì tốt rồi. Hôm nay sức khỏe Quỳnh ra sao rồi anh? À, dạo này sức khỏe của Quỳnh không được tốt lắm anh. Cũng mong sao cho cổ khỏe mạnh. Anh yên tâm đi, có tôi bên cạnh chăm sóc cho cổ, chắc là cổ cũng mau khỏe thôi. Bây giờ hỏi thật anh nha, Quỳnh có bệnh gì không anh? Chứ dạo này tôi thấy cổ xanh xao lắm á. Mấy bữa nay Quỳnh bị đau dạ dày anh à. Vậy à? Có nghiêm trọng lắm không anh? À, cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng mà anh biết tánh của Quỳnh mà, cô hay nhõng nhẽo nên không chịu ăn uống gì hết á. Tôi phải năn nỉ dữ lắm cô mới ăn một chút, cho nên người mới hốc hác như vậy. Chà, nếu mà đau dạ dày á thì anh phải chia nhỏ các bữa ăn ra,
vậy nó mới tốt cho sức khỏe được anh à. Anh yên tâm đi, không ai chăm sóc Quỳnh tốt bằng tôi đâu. Tôi sẽ ở luôn bên cạnh, lo lắng để chăm sóc cho cổ. Cảm ơn anh. Sao Linh không nghe điện thoại? Ủa? Tùng? À, chú Hào, chú đi đâu mới về vậy? À, chú đi vòng vòng có chút việc. Con tới gặp Linh hả? Dạ, Linh ở trên nhà hả chú? Chú con không biết nữa. À, đầu giờ chiều á, nó có đi ra ngoài, mà không biết bây giờ nó về chưa nữa. Cách đây 2 giờ á, nó có gọi cho chú, nó nói là nó đang đi chợ, khi nào xong nó về liền. Mà nãy giờ chú vòng vòng đây á, không thấy nó về nữa. Con gọi cho Linh cũng không được nữa. Không lẽ nó có chuyện gì hả? Chắc là không có chuyện gì đâu chú. À, chắc là nó trễn á, nó để điện thoại trong phòng nên nó không nghe. Thôi con gửi xe đi rồi lên chung với chú. Dạ, để con đứng dưới đây đợi coi làm sao. Chú lên trên đó, nếu mà không có Linh, chú thông báo giùm con biết nha chú. Chà, nếu mà lên trển không có Linh thiệt á, chắc là mình lo lắng lắm đó. Dạ. Chú, hay là vậy đi, chú lên trên đó, nếu mà cô Quỳnh có hỏi thì chú nói là Linh đi chung với con, để cho cô Quỳnh khỏi phải lo lắng nha chú. Thôi, chú lên coi sao. Dạ. Con Hà nó sao rồi con? Dạ, Hà uống thuốc và ngủ rồi bác. Cảm ơn con nhiều nha. Mai mà có con, chứ không chỉ có hai mẹ con ở nhà, bác cũng không biết xử sao nữa. Dạ, bác trai đi công tác hả bác? Con đừng nhắc tới ổng nữa. Bác đã không coi người đàn ông đó là cha con Hà từ lâu rồi. Con coi đó, con Hà nó sống dở chết dở vậy đó, mà ông cũng có thèm quan tâm tới đâu. Dạ. Thôi con nghe điện thoại đi, để bác cất cho. Dạ thưa bác, vậy thôi con xin phép con về luôn. Vậy hả? Dạ. Bác cảm ơn con nhiều nghe, về cẩn thận ha. Dạ, thưa bác đi. Chị Tùng, anh đang ở nhà hả? Có gì không? Cũng không có gì đâu. Thôi em cúp máy nha. Ủa, là sao? Em gọi cho anh là em muốn nói gì? Thì lâu lâu gọi cho ông anh hỏi thăm sức khỏe thôi, chứ đâu có gì đâu, nói chuyện chơi thôi mà. Cái thằng này mày khủng mày. Thua mày luôn á. Vậy bữa khác gặp ha. Bye bye đại ca. Em đi đâu vậy Linh? Alo, Linh hả? Em đang ở đâu vậy? Mẹ đây nè. Ủa, là mẹ hả? Không phải Linh cho nên thất vọng phải không? Làm gì có chuyện đó, nghe tiếng của mẹ là con vui không hết nữa mà. Đừng có định bợ, tôi biết rõ anh quá mà. Ủa mà mẹ gọi có chuyện gì không? Nè, ba con đã biết chuyện con với Linh quen nhau rồi đó. Mẹ nói sao? Ba biết rồi hả? Hồi chiều này đi làm về ba con rất giận. Chắc là do có chuyện gì đó với con nhỏ. Mẹ có biết là chuyện gì không? Mẹ cũng không biết nữa. Con biết tánh ba con mà, có bao giờ mà ổng nói cái chuyện gì với mẹ đâu. Con à, con đừng có chống đối với ba con nữa được không? Mẹ không muốn nhà mình xảy ra chuyện như trước nữa. Mẹ à,
Con nghĩ câu này mẹ nên nói với ba thì đúng hơn. Tất cả đều do ba mà ra cớ sự như ngày hôm nay. Thôi bây giờ mình xuống bơi đi ha. Mới uống bia bụng còn no quá trời luôn, sao xuống bơi được. Hà với Trang đâu có nhậu đâu, cho nên mình xuống trước, chú anh mình xuống sau ha. Anh không xuống thiệt hả? Thôi em xuống tắm với Hà đi, lát anh xuống nha, anh nằm nghỉ một chút. Nhưng mà em cũng thấy hơi mệt. Xuống nước là mình khoái liền à. Thôi đi đi, chú anh mình xuống sau nha. Ừ, lát anh xuống. Anh, em xuống trước. Linh, nghe anh nói nè. Em và mẹ em hãy dọn đi chỗ khác sống đi. Và đừng gặp Minh hay Tùng nữa. Anh nói vậy là sao? Em không hiểu. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu như em không muốn em và mẹ em gặp chuyện không hay thì nên nghe lời anh đi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh Trung thì có liên quan gì tới anh Minh và anh Tùng chứ? Em đang ở đâu? Sao từ chiều đến giờ em không nghe điện thoại của anh? Có chuyện gì xảy ra sao? Không có chuyện gì hết, thế anh đừng có lo. Chiều giờ em đi chơi với bạn nên không để ý là có anh gọi. Mày là Trang hay là Linh vậy?
Mày không nhớ gương mặt của bạn mày nữa hay sao? Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy hả con? Đâu có gì đâu mẹ. Mẹ nghe thấy tiếng con hét mà. Đâu có đâu, chắc là mẹ nghe nhầm á. Rõ ràng là mẹ nghe tiếng con mà. Sao vậy, có chuyện gì vậy? Con đã nói là không có rồi mà. À, thôi được rồi. Vậy con dậy đi, rồi xuống dưới ăn sáng. Mẹ xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho con nghe. Con biết rồi. Sao chưa thức nữa hả con? Thôi, ngủ hoài thức dậy đi làm cô nương ơi. Nào, thức dậy. Mẹ. Sao? Con xin nghỉ rồi mà mẹ. Ủa, mẹ nghỉ là cuối tháng chứ? Không có. Đó, còn ngủ sáng ánh sáng như vậy cái chèm. Sao gì? Cái mặt bị gì đấy? Linh, con bị cái gì vậy? Không sao mẹ ơi. Còn chỗ nào nữa không? Không sao mẹ. Không sao cái gì? Tại sao bị như vậy? Hả Linh? Nói là không có sao hết á. Nói cho mẹ biết. Ai đánh con? Con bị té xe. Té xe mà như vậy đó hả Linh? Con đừng có nói dối mẹ. Chắc chắn là có người đánh con như vậy nè. Có phải con Hà không? Không phải là chị đâu mẹ. Mẹ sanh con ra, mẹ biết lúc nào con nói dối, lúc nào con nói thật, nghe chưa? Phải nó không? Biết đâu nó thuê người đánh con thì sao? Con không có biết, nhưng mà con chắc chắn không phải là chị đâu. Nào, con cũng chắc chắn. Mẹ nói là nó chứ không ai hết á. Không phải là chị. Chị đang trong bệnh viện rồi. Nó bị cái gì mà đi bệnh viện? Chị tự tử. Trời ơi, hay là tại vì mẹ với... Không phải là do mẹ đâu, mà là do anh Minh đòi chia tay chị đó mẹ. Linh à, mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, tại sao cứ làm cái chuyện đó hoài vậy? Tránh xa cậu ta ra đi mà con. Để rồi bây giờ con bị như thế này. Mẹ hiểu lầm rồi. Con với anh Minh không có gì đâu. Mẹ nói đây là lần cuối cùng. Con bỏ hết tất cả. Bởi vì sao? Mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ của mẹ. Hiểu chưa? Vậy là tới hết ngày 31 là mình không còn được làm việc với chị Linh nữa ha anh? Thì là không biết bên công ty Tâm Bảo á nghĩ cái gì nữa. Một người tài năng như Linh á mà lại cho đi nghỉ việc. Nghỉ việc? Ai nghỉ? Bộ tính nghỉ hết bỏ lại mình anh hả? Đâu có đâu, tụi em đang... Anh Tùng mới tới hả? Ừ, chào Son. Chào anh. Hồi nãy em nói ai nghỉ? Nào? Không có, đâu có ai nghỉ đâu. Tụi em chỉ có buồn á là cuối tháng này á không còn được gặp Linh hàng ngày nữa thôi. Đó chỉ là tạm thời thôi. Cho tới khi nào anh nắm lại quyền kiểm soát công ty, anh sẽ kêu Linh về làm lại. Anh nói thiệt hả? Con à, ăn đi, rủ nước cam nè. Cảm ơn mẹ. Uống đi mà, sao cứ ngồi không hoài vậy? Uống đi cho nó khỏe. Con biết rồi.
Hà nè, con là tất cả của cuộc đời mẹ. Từ giờ trở đi không được làm những chuyện ngu ngốc như vậy nữa. Con biết chưa? Con đã nói là con biết rồi mà. Biết rồi, biết rồi. Lúc nào cũng nói là con biết rồi. Vậy mà có chuyện gì không giải quyết được á thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ tìm cách giải quyết cho con. Không việc gì phải hành hạ thân xác mình như vậy, biết chưa? Mẹ sợ con thiệt á. Những chuyện như vậy mà con cũng dám làm nữa. Vậy anh Minh, chuyện gì con cũng dám làm hết á. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm cách nào để lấy lòng cha Thái Minh đó. Trời đất ơi, cái ông Thái Minh, ông ghen gì mà ghen khủng khiếp luôn á. Nghe anh Nam kể lại em rùng mình luôn à. Anh còn sợ huống chi là em. Phải sợ thôi, vì ông Thái Minh là chồng sắp cưới của người yêu cũ của anh. Đúng là qua gia ngõ hẹp. Mà bây giờ em sợ ổng biết anh là bồ cũ của vợ ổng, liệu ổng có chịu làm đám cưới bên mình nữa không? Hồng nói đúng đó, dễ gì mà ổng chịu. Ổng sợ tình cũ không rủ cũng đến nè. Mà anh Tùng, giờ anh với chị Tú đâu có còn gì nữa đâu đúng không? Ừ, bây giờ tụi anh chỉ là bạn thôi. Nhưng mà ổng đâu có tin đâu. Ổng sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy đúng không? Lửa của anh đã để dành đốt đống rơm khác rồi, chứ đống rơm của chị Tú cũ rít ướt mềm, sao làm lửa anh cháy nổi. Ủa, em tưởng đàn ông mấy anh chỗ nào cũng cháy được hết chứ. Không tin hỏi thằng Nam coi. Đúng rồi, chỗ nào á bén hơi bén tiếng thì mới cháy được, chứ còn chỗ nào không thích á thì yếu xìu như cái rìu. Cái gì? Cái rìu mà xìu? Cái rìu xìu vậy cái gì cứng nữa hả? Ôi bây giờ cứng mềm cái gì nữa, lo tìm cách giải quyết công việc đi kìa. Nhưng mà thiếu gì cách, tại sao lại chọn cách dại dột như vậy? Tự tử thì có gì đâu là dại dột. Giết người mà con còn dám làm nữa mà. Con nói cái gì vậy hả? Cái gì mà giết người? Thì con Trang đó. Con Trang nó chết là do tai nạn mà. Không, là con rủa nó chết đó. Con mong muốn điên cuồng là nó phải chết. Và đến lúc nó chết, con cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc. Con à, không phải mình muốn ai chết á là họ chết được đâu. Con Trang nó chết á là do số của nó đã tận rồi, chứ không phải là tại con. Con không thể nói cho mẹ biết thêm điều gì nữa hết. Mẹ chỉ cần biết là ngày nào nó cũng về nó ám con để đòi nợ. Hà, đừng có nói là con đã làm gì con Trang mà con giấu mẹ nghe. Không có gì hết mẹ. Anh nè, anh Tùng nè, mở cửa cho anh đi Linh. Anh Tùng hả? Ừ, anh nè. Mở cửa anh Linh ơi. Làm gì mà lâu dữ vậy? Đây, anh... Ủa? Mặt em bị sao mà đeo khẩu trang vậy? Em bị cảm cúm. Rồi, uống thuốc chưa? Uống rồi, uống rồi. Ủa, cô với chú Hào không có nhà? Chú Hào đưa mẹ em đi khám rồi.
đang dính gì kìa. Không có dính gì đâu. Thiệt. Bên con coi. Không có dính. Trời, mặt của em sao bầm hết vậy? Anh làm gì mà nghiêm trọng quá vậy? Em bị té xe thôi chứ bộ. Té xe hả? Ừ. Té xe kiểu này chắc là té nặng lắm hay vậy? Ừ, nặng lắm á. Không, không phải. Vết bầm này không phải té xe. Em bị đánh phải không? Ai đánh em vậy? Anh nói bậy bạ cái gì vậy? Hồi chiều này đi làm về ba con rất giận. Chắc là do có chuyện gì đó với con nhỏ. Anh biết ai là tác giả của vụ này rồi. Ở yên trong nhà đi. Anh Tùng, anh đi đâu vậy? Anh Tùng, em thấy trong người sao rồi? Em có bệnh lắm không? Em cũng thấy bình thường anh à. Thôi, mình ngồi ghế nghỉ chút đi em. Ừ. Ngồi đi. Mà em thấy em lo quá. Em lo gì? Thì hồi nãy bác sĩ nói với em đó, khi mà vô thuốc á thì bị mấy cái tác dụng phụ như là buồn nôn nè, rồi rụng tóc nè, rồi da khô nứt nẻ nè. Tự nhiên em nghe thấy vậy em quải quải làm sao á. Không sao đâu, sau khi quá trị xong á em sẽ trở lại bình thường như xưa thôi. Nhưng mà em sợ sống quá. Không sao đâu, đối với anh á, lúc đầu em cũng là người phụ nữ đẹp nhất mà. Anh chỉ giỏi nịnh thôi. Anh không chỉ giỏi nịnh mà anh còn khéo nuông chiều em nè, khéo nghe em nhõng nhẽo nè, rồi khéo chăm sóc em nữa. Quỳnh à, em phải ráng khỏe nha, chúng mình còn nhiều chuyện phải làm lắm. Mình còn phải làm chuyện gì nữa ha anh? Thì chuyện mà những người yêu nhau sẽ làm thôi. Thôi nó bậy quá đi à. Em nghĩ bậy thì có, anh nghĩ hoàn toàn trong sáng đó. Ừ, vậy chứ anh trong sáng gì đâu. Quỳnh ơi, anh muốn làm đám cưới với em, em biết không? Anh nghĩ gì vậy? Thôi, mình về đi em. Rồi, tôi biết rồi. Rồi, hẹn chiều nay gặp nhau rồi bàn. Rồi, rồi, chào anh. Hey. Nội cái chuyện á, mà bước vô trong phòng thì phải biết, phải hiểu, phải gõ cửa. Không nhớ hả? Sao bà lại làm như vậy? Làm cái gì? Sao bà cho người đánh Linh? Mày nói cái gì tao không có hiểu. Bà cho người đánh Linh bầm dập hết cả người. Bây giờ bà giả bộ không biết hả? Tại sao ba có thể làm những trò hèn hạ vậy được chứ? Thằng mất dạy. Hả? Mày lấy cái bằng chứng gì mà mày nói cha mày đánh con nhỏ đó? Không phải ba làm thì ai làm bây giờ? Linh có tội gì? Cái con nhỏ nó đi ra đường, nó làm cái gì, nó bị ai đánh làm sao tao biết? Mày nghĩ sao mà mày đổ thừa cho cha mày? Thôi được, con không có bằng chứng, cho nên bây giờ ba muốn nói cái gì cũng được hết. Nhưng con biết chắc một điều, không ai có thể làm những trò hèn hạ, bỉ ổi giống như ba được. Mất dạy, đi ra khỏi phòng. Ông khỏi đuổi tôi cũng đi nữa. Tôi không có một người cha hèn hạ như ông. Yeah. Khốn nạn. Anh Minh. Cái gì em? Sao anh lại quay lại với em? Thì tại vì anh không tìm được người nào yêu anh nhiều như em. Anh đừng có nói dối em. Tại em tự tử
Anh cảm thấy thương hại nên anh quay lại với em đúng không? Em đừng có nói chuyện lung tung như vậy nữa được không? Cho anh khó chịu. Em nói lung tung hay là em nói trúng tim đen của anh nên anh cảm thấy khó chịu? Thôi mà, em đừng có nhắc lại mấy chuyện này nữa. Em nhắc lại làm cho anh nhớ tới nó. Anh muốn gặp nó. Anh chịu không nổi đúng không? Em nè, giữa anh và Linh không hề có chuyện gì hết. Em biết mà, người anh chọn là em chứ không phải là Linh. Vậy là em đã thắng nó đúng không? Em tạm tin anh đó. Nhưng nếu như anh để em biết anh còn dây dưa với con Linh đó, em chết cho anh coi. Anh mệt em thiệt á. Em nói chuyện gì tầm bay tầm bá không à? Em làm như vậy em được cái gì chứ? Tại sao em không nghĩ tới ba mẹ em, tới những người xung quanh em? Em có nghĩ tới hậu quả không vậy? Em không quan tâm. Chỉ cần thắng nó, chuyện gì em cũng làm hết. Anh biết không?